Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn một con quét khá là lạ. Và con quét này thì mình cũng mày mò cả buổi chiều nay này. Lúc kết ra là để bảo am hiểu về nó 100% mình chưa được, nhưng mà nó cũng biết sơ sơ. Gọi là mình làm con quét này để kiếm cái đồng rút của Nga này nhé. Và đồng rút của Nga này thì mình sẽ rút về ví gọi là payer. Và nó không cho đổi gì cái đồng rút để ở trên web này sang Satoshi đâu nhé. Còn cái Satoshi thì mình cũng chưa nghiên cứu kỹ là làm nhiệm vụ gì rớt ra cái đồng này nhé. Khi mình đăng nhập thì nó được 21 Satoshi nhé. Bây giờ mình làm thử đến một cái liên kết tắt cả quảng cáo lướt để cho các bạn xem nhé. Là được 0.04 cái đồng này nhé. Đó thì các bạn 13 giây này nhé. 13 giây này nó chạy hết nhé. Đấy, còn 8 bao giờ nhảy hết là mình tắt ra ngoài. Đấy, nó về không rồi. Ok, mình tắt này đi là mình hoàn thành rồi nhé. Đó là mình được cộng này 0.26 đồng rút đi nhé. Thì trước tiên nói qua về con app này đã. Xong thì bạn nào mà đã từng chơi con app này hay là có kinh nghiệm con app này thì cho ý kiến ở bình luận video cho anh em cùng tham khảo chơi nhé. Đầu tiên là các bạn muốn rút được tiền thì các bạn vào giao của đồng Satoshi thì ở đây nó viết sẵn là chỉ được rút về Pocket Pay nhé, hoặc là cái địa chỉ ví này nhé. Thì mình thử mấy cái địa chỉ ví như Zimitalo nó không nghe nhé, nó chỉ cho này Pocket Pay, các bạn phải update cái địa chỉ ví vào đây nhé. Các bạn vào đây các bạn nhập địa chỉ ví Pocket Pay này. Cái mật khẩu mà đăng nhập của cái web này các bạn đánh đây, các bạn gửi đi để mà nó duyệt cái ví này nhá, địa chỉ ví này nhá. Còn đồng rút của Nga này, đồng rút của Nga thì trước tiên mình vào phải chấm cho các bạn đọc cái giá trị đồng này đã. Tức là giá trị đồng này nó một cái đồng rút của Nga cái hiệu là P đây thì tương đương với bao nhiêu USD và tương đương với bao nhiêu euro đấy, euro Pháp đấy nhá. Thì các bạn xem đây, min rút của nó nhé là một cái đồng rút Nga nhé, 1p nhé, min rút đấy nhé, min nhỏ này. Thì công việc của nó thì mình sẽ nói đây, các bạn thì việc làm cái này các bạn không vào nhé, cái này là cái tạo quảng cáo, mình tạo quảng cáo không vào, mình chỉ làm cái nhiệm vụ này thôi. Thì đây nó có này, quảng cáo lướt này, quảng cáo hình hiển thị này, quảng cáo TV này, và đây là cái liên kết tắt này nhé. Nên cái tắt nó y như cái web khác rồi nhá. Thì cái này mình làm nhiều, cái này mình không hướng dẫn mà các bạn là chỉ quan tâm vào đây có mấy cái nhiệm vụ nhá. Các bạn cứ làm này. Thì mình sẽ nói hết cho người các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký. Đó là một, là thì ở đây nó chỉ rút là cái đồng rút Nga, các bạn vào đây. Rút Nga thì nó yêu cầu mình rút về cái ví payer đấy nhá. Ví payer đấy. Thì các bạn cũng phải update cái ví payer đây, nó ghi này. Nhập cái địa chỉ ví payer mà đúng, chọn đúng đồng Nga nhé. Ví payer thì mình cũng chưa đăng ký đâu, mình dùng nhiều ví quá nên là chắc là tới đây cũng phải đăng ký thêm cái ví payer để chơi thôi. Thì bạn nào mà đã từng chơi cái web này rồi thì các bạn có thể để comment bên dưới để cho tất cả các bạn cùng tham khảo biết nhiều hơn nhé. Vì con này mình nghiên cứu một lúc thì mình cũng biết khá sơ sơ, như để mà hiểu hết về nó là mình nói thật là mình chưa biết hết nhé. Thì các bạn cứ vào đấy, các bạn chỉ việc vào đây làm cái những nhiệm vụ này thôi, liên kết tắt và những cái quảng cáo này thôi, thì là nó sẽ ra cái đồng rút Nga này nhé, ký hiệu là P này nhé. Ông đủ thì các bạn rút về nhé. Nhớ kỹ đây là vào đây rút thì nó sẽ vào đây này, để mà nhập cái địa chỉ ví payer nhé. Xong rồi các bạn gửi, ví dụ mình vào đây này và các bạn nhập địa chỉ ví nhé, xong mình mật khẩu và đăng nhập cái web này nhé, ấn gửi là nó xác nhận nhé. Còn bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ mà link để các bạn là đăng ký, mình sẽ để bên dưới phần bình luận nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký này nhé. Mình sẽ để một cái đường link bên dưới phần mô tả video, các bạn cũng bằng cái hình thức là giới thiệu cái mã này cho cái web này cho mọi người này mà có thêm thu nhập nhé. Thì mình sẽ copy nhé, các bạn vào đây nhé, các bạn cũng copy cái mã các bạn để mang giới thiệu cho các bạn bè nhé. Mình vào đây, ví dụ mình mở một cái tab mới, mình sẽ click vào đây. Bạn chưa tài khoản thì các bạn phải vào đây nhé. Thì các bạn mail này, bên này mật khẩu, đánh mật khẩu nha, rồi
chọn cái xác nhận mã này nhé, xong các bạn ấn gửi đi là nó duyệt cái mail của bạn, thì nó chỉ có mỗi vậy thôi. Giờ quay lại phần web kia, thì ở đây thì các bạn ngoài cái việc mà các bạn làm những nhiệm vụ ở trên này ra, thì các bạn có thể vào liên kết tắt này nhé, liên kết tắt để làm này nhé. Liên kết tắt này nó cũng khá là nhiều, còn dưới này là thoát tài khoản này, một số cái thiết lập cài đặt mình chuyển tiếng Việt cho các bạn nhìn này. Tiếng Việt con này nó hay bị vỡ chữ. Đây đăng xuất này nhá. Cái này thì là thị trường giới thiệu, mình không quan trọng lắm nhé. Liên kết tắt này các bạn chơi quảng cáo lướt tự động, quảng cáo lướt lướt quảng cáo này. Đó thì các bạn cứ làm những nhiệm vụ để mà kiếm cái đồng rút Nga này nhé. Còn dưới này là cái chỗ số dư cùng quảng cáo này nhé, thì các bạn cũng không quan tâm chỗ này nhé. Chỗ này nó bảo mình nạp, kích đây bảo mình nạp này, đó, kích đấy mình thấy nó bảo mình nạp nên mình không quan tâm ở đây nhé. Gửi tiền một cái ơ tức mình gửi vào ấy nhé, thì mình không gửi cái đây nhé. Và ở đây mình chỉ quan tâm chỗ rút này và rút cái Satoshi và rút cái đồng rút Nga này nhé. Đó thì cái con app này nó cũng chỉ có vậy thôi, nhưng các bạn nào mà làm nhiều sẽ quen thôi. Con này mình cũng mới chảy nó nên là cũng một số cái là chưa được biết hẳn thôi nhé, nên là bạn nào cứ nghiên cứu rồi cài cái ví Payer chơi nhé. Còn cái Satoshi này thì mình thấy nó chỉ nói là rút về Pocket Pay thôi nhé. Còn một số địa chỉ ví này các bạn phải tạo bạn mới rút về nhé, không thì các bạn chơi Pocket Pay dễ nhé. Thì có thể là mình sẽ nghiên cứu thêm một con web này và mình sẽ làm tiếp cái video nữa cho các bạn. Thì video này mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.